Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn cách chuyện xe Honda Click, rất là nhỏ gọn, rất là xinh xắn và máy rất là êm nha các bạn. Em này nó có cái màu đen xanh, đen kết hợp với xanh rất là cá tính luôn. Xanh này giống như xanh tím đó các bạn. Honda Click rất là nhỏ gọn. Xe này đi thì rất là bền. Số 59L2 47969, và với một chiếc xe Honda Click này thì mình mong muốn bán với giá là 7.700.000. Xe là giấy tờ kiểm chỉnh đầy đủ, bao thử bao test bao kiểm tra các kiểu cho các bạn, thấy cực kỳ 7.700.000.